Vua Charles nói gì khi bị ném trứng? Sau khi vua Charles đệ tam và vương hậu Camilla bị một người biểu tình ném trứng, một người đọc khẩu hình đã tiết lộ những gì mà nhà vua nói sau sự cố bất ngờ. Theo Jeremy Freeman, một chuyên gia đọc khẩu hình, nhà vua 73 tuổi không chỉ cư xử bình tĩnh, còn có những bình luận thể hiện sự mạnh mẽ sau khi bị ném trứng trong chuyến thăm sóc vào hôm giữa tuần. Charles và Camilla bị một kẻ biểu tình ném 4 quả trứng về phía họ, song tất cả bị ném trượt. Giữa lúc đó, kẻ này hét ầm ĩ. Ngay lập tức, hắn bị cảnh sát vật xuống đất và bắt giữ. Tuy gặp tình huống không vui, vua Charles vẫn tiếp tục bắt tay người dân và chỉ dừng lại một lát để nhìn những chiếc vỏ trứng vỡ trên mặt đất. Jeremy cho biết, lúc quả trứng vừa xoẹt qua người, Charles bắt tay một người phụ nữ đội mũ đỏ và nói, rất vui được gặp cô. Sau đó, giữa đám đông ồn ào với những tiếng mắng nhiếc kẻ biểu tình, Charles trấn an cô gái và nói thêm, ổn rồi, chúng ta cứ tiếp tục đi. Một vài giây sau, vị tân vương quay sang một nhân viên an ninh và hỏi, mọi thứ ổn chứ? Viên sĩ quan trả lời nhà vua, anh ta đã bị bắt rồi à? Nghi phạm sau đó bị cầm tay và được hai sĩ quan mặc sắc phục dẫn lên xe cảnh sát. Vợ chồng nhà vua đến thăm hạt Yorkshire vào hôm 9 tháng 11 nhằm khánh thành tượng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị quá cố, bức tượng đầu tiên của nữ hoàng kể từ sau khi bà qua đời. Phát biểu tại buổi lễ, vua Charles nói, cố nữ hoàng luôn sống vì lợi ích của người dân trong suốt cuộc đời bà. Giờ đây, tượng của bà sẽ trông coi quảng trường nữ hoàng Elizabeth trong những thế kỷ tiếp. Tác phẩm điêu khắc dài 2 mét nặng 1,1 tấn và được làm từ đá vôi tự nhiên của Pháp, được thiết kế nhằm kỷ niệm đại lễ bạch kim của nữ hoàng. Nó được hoàn thành vào tháng 8, một tháng trước khi bà băng hà.